Quân sự ở Ukraine, phần 1, con đường đến chiến tranh. Trong nhiều năm, từ Mali đến Afghanistan, tôi đã làm việc cho hòa bình và liều mạng vì nó. Do đó, vấn đề không phải là biện minh cho chiến tranh, mà là hiểu điều gì đã dẫn chúng ta đến đó. Tôi nhận thấy rằng các chuyên gia thay phiên nhau lên truyền hình phân tích tình hình trên cơ sở thông tin không rõ ràng, hầu hết các giả thuyết thường được dựng lên như sự thật và sau đó chúng tôi không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là cách các hoảng loạn được tạo ra. Vấn đề không phải là biết ai đúng trong cuộc xung đột này, mà là đặt câu hỏi về cách các nhà lãnh đạo của chúng ta đưa ra quyết định của họ. Chúng ta hãy thử xem xét gốc rễ của xung đột. Nó bắt đầu với những người trong 8 năm qua đã nói về những người ly khai hoặc những người độc lập từ Donbass. Đây không phải là sự thật. Các cuộc trưng cầu dân ý do hai nước Cộng hòa từ xưng Donetsk và Lugansk tiến hành vào tháng 5 năm 2014 không phải là cuộc trưng cầu dân ý về độc lập HBNNMT như một số nhà báo vô đạo đức đã tuyên bố mà là cuộc trưng cầu về quyền tự quyết hoặc quyền tự chủ mtrtht dòng loại thân nga gợi ý rằng nga là một bên trong cuộc xung đột điều này không đúng và thuật ngữ những người nói tiếng nga sẽ trung thực hơn hơn nữa các cuộc trưng cầu dân ý này được tiến hành chống lại lời khuyên của vladimir putin trên thực tế các nước cộng hòa này không tìm cách tách khỏi ukraine mà để có một địa vị tự trị đảm bảo cho họ sử dụng tiếng nga như một ngôn ngữ chính thức Đối với đạo luật lập pháp đầu tiên của chính phủ mới do tổng thống Yanukovych bị lật đổ, là việc bãi bỏ luật kỳ Galost Kosnik Enko năm 2012, vào ngày 23 tháng 2 năm 2014, đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức. Một chút giống như nếu những người theo chủ nghĩa quốc chi quyết định rằng tiếng Pháp và tiếng Ý sẽ không còn là ngôn ngữ chính thức ở Thụy Sĩ. Quyết định này đã gây ra một cơn bão trong cộng đồng nói tiếng Nga. Kết quả là một cuộc đàn áp khốc liệt nhằm vào các khu vực nói tiếng Nga, Odessa, Nepropetrovsk, Kharkov, Lugansk và Donetsk được thực hiện bắt đầu vào tháng 2 năm 2014 và dẫn đến quân sự hóa tình hình và một số vụ thảm sát ở Odessa và Mariupol. Vì đáng chú ý nhất, vào cuối mùa hè năm 2014, chỉ còn lại các cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk. Ở giai đoạn này, quá cứng nhắc và mãi mê áp dụng phương pháp tiếp cận giáo điều về nghệ thuật tác chiến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã khuất phục kẻ thù mà không quản lý được ưu thế. Việc kiểm tra quá trình chiến đấu năm 2014 đến 2016 ở Donbass cho thấy rằng Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã áp dụng một cách có hệ thống và máy móc các kế hoạch tác chiến giống nhau. Tuy nhiên, cuộc chiến do những người theo chủ nghĩa tự trị tiến hành rất giống với những gì chúng ta quan sát thấy ở Sahel. Các hoạt động cơ động cao được tiến hành bằng các phương tiện nhẹ, với cách tiếp cận linh hoạt hơn và ít giáo điều hơn phiến quân đã có thể khai thác sức ị của các lực lượng Ukraine để liên tục gài bởi họ. Vào năm 2014, khi tôi ở NATO, tôi chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống phổ biến vũ khí nhỏ và chúng tôi đang cố gắng phát hiện việc Nga giao vũ khí cho phiến quân để xem liệu Moscow có tham gia hay không. Thông tin chúng tôi nhận được sau đó gần như hoàn toàn đến từ các cơ quan tình báo Ba Lan và không khớp với thông tin đến từ OSCE mặc dù có những cáo buộc khá thô thiển không có vụ chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự nào từ Nga. Chuyến quân được trang bị vũ khí nhờ các đơn vị Ukraine nói tiếng Nga đào tẩu sang phe nổi dậy. Khi thất bại của Ukraine liên tục xảy ra, các tiểu đoàn xe tăng, pháo binh và phòng không đã gia tăng hàng ngũ của những người tự trị. Đây là điều đã thúc đẩy người Ukraine cam kết với các thỏa thuận Minsk. Đó là lý do tại sao kể từ năm 2014, Nga đã yêu cầu thực hiện chúng một cách có hệ thống trong khi từ chối tham gia đàm phán vì đó là vấn đề nội bộ của Ukraine. ở phía bên kia, phương Tây, do Pháp dẫn đầu, đã cố gắng thay thế các thỏa thuận Minsk một cách có hệ thống bằng định dạng Normandy, khiến người Nga và người Ukraine đối mặt với nhau. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng không bao giờ có bất kỳ quân đội Nga nào ở Donbass trước ngày 23 đến 24 tháng 2 năm 2022. Hơn nữa, các quan sát viên của OSCE chưa bao giờ quan sát thấy dấu vết nhỏ nhất của các đơn vị Nga hoạt động ở Donbass. Ví dụ, Bản đồ tình báo của Hoa Kỳ do Washington Post công bố ngày 3 tháng 12 năm 2021 không cho thấy quân đội Nga ở Donbass. <laughs> Vào tháng 10 năm 2015, Yasiu siêu Saka, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, thú nhận rằng chỉ có 56 máy bay chiến đấu của Nga được quan sát thấy ở Donbass. Điều này hoàn toàn có thể so sánh với những người thi sĩ đến chiến đấu ở Bosnia vào cuối tuần, những năm 1990, hay người Pháp chiến đấu ở Ukraine ngày nay. Quân đội Ukraine khi đó đang ở trong tình trạng tồi tệ. Vào tháng 10 năm 2018, sau 4 năm chiến tranh, trưởng công tố viên quân đội Ukraine, Anatoly Matiuk, tuyên bố rằng Ukraine đã mất 2.700 người đàn ông ở Donbass, 891 người vì bệnh tật, 318 người vì tai nạn đường bộ. 177 người do tai nạn khác, 175 người do ngộ độc rượu, ma túy, 172 vụ xử lý vũ khí bất cẩn, 101 vụ vi phạm quy định an ninh, 228 vụ giết người và 615 vụ tự tử. Trên thực tế, quân đội đã bị suy si yếu bởi sự tham nhũng của cán bộ và không còn được sự ủng hộ của dân chúng. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Anh, trong đợt thu hồi tháng 3 sạch tháng 4 năm 2014 của những người đặt trước 70% không xuất hiện trong phiên đầu tiên 80% cho phiên thứ hai 90% cho phiên thứ ba và 95% cho phiên thứ tư vào tháng 10 và tháng 11 năm 2017 70% lính nghĩa vụ không xuất hiện trong chiến dịch thu hồi mùa thu 2017 đây không tính các vụ tự tử và đào ngũ thường dành cho những người theo chủ nghĩa tự trị chiếm tới 30% lực lượng lao động trong khu vực ATO thanh niên Ukraine từ chối đi và chiến đấu ở Donbass và thích di cư. Điều này cũng giải thích, ít nhất là một phần, thâm hụt nhân khẩu học của đất nước. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã chuyển sang NATO để giúp các lực lượng vũ trang của mình trở nên hấp dẫn hơn. Đã từng làm việc trong các dự án tương tự trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, tôi được NATO đề nghị tham gia vào một chương trình khôi phục hình ảnh của các lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng đây là một quá trình lâu dài và người Ukraine muốn tiến lên nhanh chóng. Vì vậy, để bù đắp cho sự thiếu hụt binh lính, chính phủ Ukraine đã dùng đến lực lượng dân quân bán quân sự. Về cơ bản, họ bao gồm những người lính đánh thuê nước ngoài, thường là những chiến binh cực hữu. Theo Reuters, vào năm 2020, họ chiếm khoảng 40% lực lượng Ukraine với quân số khoảng 102.000 người. Họ được trang bị vũ khí, tài trợ và huấn luyện bởi Hoa Kỳ, Anh, Canada và Pháp. Có hơn 19 quốc tịch bao gồm cả Thụy Sĩ. Do đó, các nước phương Tây rõ ràng đã tạo ra và hỗ trợ các dân quân cực hữu Ukraine. Vào tháng 10 năm 2021, Bưu điện Jerusalem đã dấn lên hội chuông báo động khi tố cáo dự án Centuria. Các lực lượng dân quân này đã hoạt động ở Donbass từ năm 2014 với sự hỗ trợ của phương Tây. Ngay cả khi người ta có thể tranh luận về thuật ngữ đức quốc xã, thì thực tế là những dân quân này rất bạo lực, truyền tải một ý thức hệ buồn nôn và bài trừ do thái một cách hoàn toàn. Chủ nghĩa bài do thái của họ là văn hóa hơn là chính trị. Đó là lý do tại sao thuật ngữ Na Di không thực sự thích hợp. Sự căm ghét của họ đối với người Do Thái bắt nguồn từ những nạn đói lớn trong những năm 1920 và 1930 ở Ukraine. Kết quả là việc Stalin tịch thu mùa màng để tài trợ cho việc hiện đại hóa Hồng quân. Cuộc diệt chủng này, được gọi là Hồ Lơ Đềm O ở Ukraine, được gây ra bởi NKVD, tiền thân của KGB, những người lãnh đạo cấp trên chủ yếu là người Do Thái. Đây là lý do tại sao ngày nay, những kẻ cực đoan Ukraine đang yêu cầu Israel xin lỗi về những tội ác của chủ nghĩa Cộng sản, như tờ Jerusalem Post lưu ý. Điều này khác xa với cách viết lại lịch sử của Vladimir Putin. Những dân quân này, bắt nguồn từ các nhóm cực hữu đã hoạt động cho cuộc cách mạng Euromaidan vào năm 2014, bao gồm những cá nhân quần tính và tàn bạo. Nổi tiếng nhất trong số này là trung đoàn Azov, có biểu tượng gợi nhớ đến sư đoàn thiết giáp sĩ số Dasriot số 2 được tôn kính ở Ukraine vì đã giải phóng Kha Kharkov khỏi Liên Xô vào năm 1943, trước khi thực hiện vụ thảm sát của Radusur ở lên năm 1944 ở nước Pháp. Trong số những nhân vật nổi tiếng của trung đoàn Ajo có đối thủ Roman Krotasovic, bị chính quyền Belarus bắt giữ năm 2021 sau vụ rai ừng e chuyến bay FR-4978. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, một chiếc MiG-29 cố ý cướp máy bay được cho là giới sự chấp thuận của Putin, đã được đề cập đến như một lý do bắt giữ Protasevich, mặc dù thông tin có sẵn vào thời điểm đó không xác nhận địch bản này. Nhưng sau đó cần phải chứng tỏ rằng Tổng thống Lukashenko là một tên côn đồ và Protasevich là một nhà báo yêu dân chủ. Tuy nhiên, một cuộc điều tra khá tiết lộ do một tổ chức phi chính phủ của Mỹ thực hiện vào năm 2020 đã nêu bật các hoạt động chứng binh cực hữu của Protasevich. Sau đó, phong trào âm mưu của phương Tây bắt đầu và các phương tiện truyền thông vô đạo đức đã tung tên tiểu sử của ông ta. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2022, báo cáo của ICAO được công bố và cho thấy rằng mặc dù có một số sai sót về thủ tục, Belarus đã hành động theo các quy tắc hiện hành và chiếc MIG-29 đã cấp cánh 15 phút sau khi phi công ra ẩn e quyết định hạ cánh xuống Minsk. Vì vậy, không có âm mưu của Belarus và thậm chí ít hơn Putin. A. À, một chi tiết khác, Protasovic, bị tra tấn giả mang bối cảnh sát Belarus, hiện đã được tự do. Những ai muốn trao đổi thư từ với anh ấy, có thể vào tài khoản Twitter của anh ấy. Việc mô tả đặc điểm của quân đội Ukraine là Đức Quốc xã hoặc Đức Quốc xã mới được coi là tuyên truyền của Nga. Có lẽ. Nhưng đó không phải là quan điểm của Times of Israel, trung tâm Simon Y.K.P.S.N.T.H.A.L. hay trung tâm chống khủng bố của Học viện West Point. Nhưng điều đó vẫn còn gây tranh cãi, bởi vì vào năm 2014, tạp chí Newsweek vì dường như gắn họ nhiều hơn với nhà nước Hồi giáo. Bạn chọn đi. Vì vậy, phương Tây đã hỗ trợ và tiếp tục vũ trang cho các lực lượng dân quân đã phạm nhiều tội ác đối với dân thường kể từ năm 2014, hãm hiếp, tra tấn và thảm sát. Nhưng trong khi chính phủ Thụy Sĩ đã rất nhanh chóng đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, họ đã không áp dụng bất kỳ biện pháp nào chống lại Ukraine, quốc gia đã tàn sát chính người dân của mình từ năm 2014. Trên thực tế, những người bảo vệ nhân quyền ở Ukraine từ lâu đã lên án hành động này. Trong số các nhóm này, nhưng không được chính phủ của chúng tôi hỗ trợ. Bởi vì, trên thực tế, chúng tôi không cố gắng giúp Ukraine, mà để chống lại Nga. Sự hợp nhất của các lực lượng bán quân sự này vào vệ binh quốc gia hoàn toàn không đi kèm với một sự phân biệt hóa như một số tuyên bố. Vào năm 2022, theo sơ đồ, các lực lượng vũ trang Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga được tổ chức như lục quân, trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nó được tổ chức thành ba quân đoàn và bao gồm các đội hình cơ động, xe tăng, pháo hạng nặng, tên lửa, dân dân. Lực lượng vệ binh quốc gia phụ thuộc vào bộ nội vụ và được tổ chức thành năm bộ tư lệnh lãnh thổ. Do đó, vệ binh quốc gia là lực lượng bảo vệ lãnh thổ không thuộc quân đội Ukraine. Nó bao gồm các lực lượng dân quân bán quân sự, được gọi là tiểu đoàn tình nguyện, BTH, còn được gọi bằng cái tên gọi liên tưởng là tiểu đoàn trả thù và bao gồm bộ binh. Được huấn luyện chủ yếu cho tác chiến đô thị, giờ đây họ bảo vệ các thành phố như Kharkov, Mariupol, Odessa, Kiev, dân dân. Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn rồi giàu sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau.